Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://tiểuhocvn.info. Các em ạ, hôm nay trong phần giờ học toán này, giải một bài tập toán 5, thầy cùng các em sẽ cùng nhau giải bài 135 và bài tập toán 5 có trong sách giáo khoa. Tôi vào tập toán 5 trang 67. Thầy cùng các em sẽ học tiếp luyện tập về cái gì? Luyện tập về tính thời gian của chuyển động đều, trang 67 nhé các em nhé. Và chúng ta hãy chú ý mục tiêu cần đạt của tiết học này. Tiết luyện tập về cách tính thời gian, chạy bài 135 và bài tập toán 5 trang 67 thì các em cần khắc sâu quy tắc và công thức cách tính thời gian của một chuyển động đều và củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo thời gian. Rồi các em cũng nắm được thêm và củng cố thêm mối quan liên hệ giữa thời gian, quãng đường và vận tốc. Có 4 bài tập cho các em để làm, đó là bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Hãy quan sát màn hình để hướng dẫn cách làm. Đây là bài 1. Bài 1 là bài có bảng thống kê bảng này, yêu cầu có SCVT và các em phải điền vào số đo này. Vậy các em muốn làm được thì em phải nháp ra ngoài để điền kết quả vào đây. Còn đây là bài 2, là bài toán có lời văn, yêu cầu là đi tìm sau bao nhiêu phút cà đô. Đấy, ta phải trình bày vào đây. Và yêu cầu thứ 3, bài thứ 3 là bài bác ba đi xe máy. Và bài tập số 4 của chúng ta đó là cũng là bài toán lời văn. Để có được kết quả này thì thầy cùng các em sẽ lần lượt đi từng bài một nhá. Bài 1 là các em này, chúng ta sẽ quan sát bài 1. Bài 1 vào bài tập toán 5 trang 67. Các em sẽ quan sát nhá, yêu cầu bài tập. Bài tập là viết số đo thích hợp vào ô trống. Và yêu cầu chúng ta làm gì nào? Yêu cầu viết số đo thích hợp. Chúng ta bảo chỉ viết số đo thì chúng ta chỉ viết số đo thôi. Đúng rồi, chúng ta có một bảng thống kê gồm 3 dòng, dòng SC này, dòng V này, dòng T. Và có 4 chuyển động, hay là 4 động từ cũng thế, còn gọi là từ động từ cũng được. Vậy, theo đề bài thứ nhất, cho một chuyển động đi trên quãng đường dài 165 km với vận tốc 60 km/h, hỏi cái chuyển động này đi mất thời gian bao lâu. Để tính được thời gian thì các bạn chú ý là muốn tìm thời gian ta phải biết quãng đường biết rồi, V là ký hiệu cho vận tốc biết rồi. Và chúng ta thấy rằng đây là km, đây là km/h, vậy đã thống nhất đơn vị đo rồi. Vậy ta có công thức T bằng SC chia V, SC biết rồi, V biết rồi. Vậy ta có lời giải như sau. Lời giải, bài giải, thời gian của chuyển động thứ nhất là, các bạn lấy 165 là SC, các bạn chia cho 60 và các bạn chia ra bằng 2,75 giờ. Bây giờ thì các bạn để 2,75 giờ cũng được, hoặc các bạn đổi cho thời giáo 2,75 giờ ra giờ phút cũng được. Nhớ cho thầy là 0,75 giờ chính bằng 45 phút đúng không các em nhỉ? Rồi, các bạn có thể đáp số là bằng 2 giờ 45 phút cũng được. Và đây đáp số của chúng ta là 2,75 giờ. Các bạn để số thập phân, các bạn điền với là 2,75 giờ. Còn nếu bạn nào thích là 2 giờ 45 phút thì cũng chả sao cả, đúng không? Rồi, tiếp tục chúng ta sang cùng nhau sang cột thứ hai, chuyển động thứ hai này. Thầy giáo có một chuyển động đi trên quãng đường dài 11,25 km với vận tốc rất là chậm, có 4,5 km/h thôi. Vậy đi trong thời gian bao lâu? Vậy chúng ta để chú ý này, ta phải áp dụng công thức T bằng SC chia V. SC ta biết rồi, V biết rồi, vậy em có tính được không? Hãy dừng màn hình để làm và sau đó so sánh kết quả với thầy. Vậy chúng ta sẽ làm như sau. Thời gian của chuyển động thứ hai đi là, các bạn lấy cái gì? À, các bạn lấy 11,25 là quãng đường. Các bạn chia 4,5 bằng 2,5 giờ. Vậy 2,5 giờ thì các bạn nào đáp số 2,5 giờ, hoặc các bạn cũng có thể đổi 2,5 giờ chính bằng 2 giờ 30 phút. Nhưng chúng ta cứ ghi 2,5 giờ vào đây cũng được. Hiểu không? Những bạn nào khi là 2 giờ 30 phút cũng chả sao nhá. Rồi, vậy ta điền ô thứ hai. Tương tự thế thì ta cũng làm sang bài ô thứ ba, cột thứ ba, cho một chuyển động đi trên một quãng đường dài 144,75 km, đi trong với vận tốc là 38,6 km/h. 38,6 km/h tức là như xe máy hoặc ô tô đấy, đúng không? Như xe máy thì tính hơn. Vậy mất đi thời gian bao lâu? Ta cũng có bài giải như vậy, cũng có T bằng SC chia V, SC biết rồi, V biết rồi, thì ta cũng phải lấy gì các em? Thời gian chuyển của chuyển động thứ ba là ta lấy 144,75, em chia cho 38,6 và bằng 3,75 giờ. Em nhớ cho thầy giáo là 3,75 giờ chính bằng 3 giờ cộng 0,75 giờ. 3 giờ thì chính là 3 giờ phần nguyên, còn 0,75 nhân 60 thì sẽ bằng là 45 phút. Vậy ta có kết quả là 3 giờ 45 phút hoặc là 3,75 giờ. Đáp án của chúng ta là 3,75 giờ. Các em điền vào đây là 3,75 giờ. Hoặc có bạn nào điền là 3 giờ 45 phút cũng chả sao cả, đúng không em? Tương tự thế thì chúng ta có một ô cuối cùng chúng ta cần phải điền. Bài giải như sau. Cho một chuyển động hay là cho một động từ đi trên quãng đường dài 32 km với vận tốc bằng 12 km/h. Vậy đơn vị đã thống nhất rồi là km này. Vậy nó cái động từ này hay chuyển động này đi bao lâu? Vậy để tính được thì ta thời gian của chuyển động thứ tư là, các bạn lấy 32,
các bạn chia cho 12,8. Các bạn chia một số tự nhiên cho một số thập phân, các bạn phải nhớ quy tắc chia này, đúng không? Rồi, ta gạch dấu phẩy, đúng không? Và đếm này, đếm một chữ số thập phân này, gạch dấu phẩy 32.92,0 gạch trở chuyển, ta sẽ chia bằng 2,5 giờ. 2,5 giờ thì đố các em bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút đấy? À, 2,5 giờ thì chính bằng 2 giờ 30 phút, đúng không các em nhỉ? Và chúng ta có đáp số là 2,5 giờ, hoặc các bạn cũng có thể đáp số bằng 2 giờ 30 phút cũng thế, và các bạn ghi vào đây là 2,5 giờ hoặc ghi 2 giờ 30 phút cũng được. Vậy thông qua bài tập 1 thì chúng ta đã củng cố về cái gì? Củng cố về công thức tính tính thời gian. Muốn tìm thời gian của một chuyển động đều thì ta làm thế nào? Ta phải lấy quãng đường chia cho vận tốc. Và các bạn nhớ cho giá và quãng đường vận tốc và thống nhất đơn vị đo. Cái này là km thì cái này không phải là km giờ, đúng không nhỉ? Phải thống nhất đơn vị đo nha. Rồi nếu không thống nhất thì chúng ta phải chuyển đổi đơn vị đo cho thầy giáo nhá. Rồi, vậy bài tập 1 đã làm xong, thầy cùng các em sẽ dễ dàng chuyển sang nội dung bài tập số 2. Bài tập số 2 của bài tập toán 5 trang 68 có nội dung như sau. Một cano, cano là cái thứ thuyền mà thuyền máy đấy, đi trên với vận tốc là 24 km/h. Hỏi sau bao nhiêu phút cano đi được quãng đường là 9 km, vận tốc dòng nước không đáng kể. Các bạn chú ý đến bây giờ hôm nay có khái niệm vận tốc dòng nước không đáng kể, có nghĩa là vận tốc dòng nước bằng không. Còn nếu vận tốc dòng nước đáng kể có nghĩa là phải là bị cản cano nhá. Rồi, vậy khi giải bài này thì chúng ta có tóm tắt như sau. Đây là chiếc cano là các em này, các em quan sát này. Tóm tắt, có biết vận tốc cano bằng 24 km/h và quãng đường đi cần của cano là 9 km, yêu cầu thời gian tính bằng phút nhé, nhớ cho thầy giáo tính bằng phút. Thì đơn giản thôi, chúng ta tính ra giờ ta đổi ra phút, đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ có t bằng sc chia v. Sc đã biết bằng 9 km rồi, v biết rồi, và đơn vị của nó là km đã thống nhất đơn vị đo rồi, đúng không em nhỉ? Vậy chúng ta sẽ làm được không? Dễ dàng đúng không các em nhỉ? Bài giải thời gian của cano chạy là các bạn lấy bao nhiêu? Đây SC là 9, các bạn chia 24 bằng 0,375 giờ, hoặc các bạn rút gọn nhá, 29/24 cả từ và mẫu để chết cho 3 thì sẽ bằng 3/8, đúng không? Lấy 3 chia 8 thì sẽ bằng 0,375. Bây giờ các bạn tách ra phút này, các bạn nhân đổi ra phút này, các bạn lấy 0,375 giờ này, các bạn nhân với 60 thì sẽ ra bằng 22,5 phút. Vậy chúng ta có đáp số là 2,5 phút. Bài này thực ra không khó, nhưng có cái điều là cái là chúng ta chia thì chia số đo thời, chia cái số này này, nó có cái phần số thập phân nó là 375 và nhân với 60 nhé các em nhé. Rồi, vậy quãng đường để đi hết quãng đường 9 km với vận tốc 24 km/h thì cano phải đi mất 22 phút 30 giây, hoặc là 2,5 phút. Đúng rồi, đáp số 22,5 phút, nhưng người ta chỉ hỏi phút thôi, đúng không? Vậy chúng ta phải để là 22,5 phút, không được nói là 2 phút 30 giây, tức là hỏi là phút mà, đúng không? Rồi, bài 2 chúng ta đã làm xong rồi các em ạ. Cũng củng cố về cách tìm thời gian, nhưng với đơn vị khác người ta chuyển đổi làm bình thường, sao đổi ra thôi. Rồi, vậy ta củng cố công thức T bằng SC về. Chúng ta chuyển sang nội dung bài tập số 3, toán 5 trang 68. Nghe thầy đọc đề bài nè các em ơi. Bác ba đi xe máy từ quê ra thành phố nhá, với vận tốc là 40 km/h, và đến thành phố sau 3 giờ này. Hỏi nếu bác ba đi bằng ô tô với vận tốc là 50 km/h thì sau mấy giờ sẽ đến thành phố đó? Ồ, bài toán rắc rối phải không các em? Bắt đầu là đến mức 3 đấy. Theo thông tư 22, cái bài toán này được coi là mức 3. Nhưng các bạn chẳng sợ gì đâu nhỉ? Muốn làm được thì đầu tiên chúng ta phải làm gì các em ơi? Vậy chúng ta phải tóm tắt bài toán đấy các bạn ạ. Chúng ta phải tóm tắt, phải có kỹ năng tóm tắt ra giấy nháp nha. Đầu tiên, ta biết là vận tốc xe máy là 40 km/h rồi, cái bác này đi xe máy này, và đến thành phố sau 3 giờ, có nghĩa là thời gian cho biết bằng 3 giờ, xe máy đi mất trong 3 giờ thì hết quãng đường đó. Người ta hỏi là nếu bác ba đi bằng ô tô, đi xe máy là tất nhiên đi ô tô phải nhanh hơn, đúng không? Mà với vận tốc là cho biết vận tốc của ô tô là 50 km/h, vận tốc ô tô là 50 km/h này, thì bác ba đi trên cái quãng đường đó, vẫn trên quãng đường đó thì đi mất mấy giờ đến nơi? Vậy các bạn thấy không, vận tốc thì tỷ lệ thuận với thời gian. Vận tốc càng lớn thì thời gian, vận tốc là tỷ lệ nghịch với thời gian. Vận tốc càng lớn thì thời gian càng ít, mà vận tốc càng thấp thì thời gian càng nhiều. Ví dụ như thế này,
đi xe ô tô thì phải nhanh hơn đi bộ rồi đúng không em? Đi bộ thì mất, đi hết quãng đường đó thì mất lâu, còn đi ô tô vẫn quãng đường đó thì mất nhanh, đúng không? Vậy các bạn nhớ phải điều này nhá. Rồi, để giải được bài toán này là ta tìm cái gì nào? Ta chú ý nè, ta tìm thời gian. Muốn tìm thời gian thì ta phải biết cái gì nào? Biết quãng đường và biết vận tốc. Thế bài toán này đang trong quãng đường chưa? Ồ, cái bài toán này chẳng trong quãng đường gì cả các bạn nhỉ? Thế nhưng mà lớp mình có làm được quãng đường không? Ồ, muốn tìm quãng đường thì đố các em nhớ công thức làm nào đây? Muốn tìm quãng đường thì ta phải lấy cái gì các em? Muốn tìm quãng đường ta phải lấy cái gì các em nhỉ? Ta lấy vận tốc nhân thời gian. Thế vận tốc của xe máy, quãng đường của xe máy đi cũng chính là quãng đường của ô tô đi. Thế vận tốc xe máy biết chưa? Biết rồi là 40 km/h. Thế thời gian biết chưa? Thời gian biết rồi là 3 giờ. Đã thống nhất đơn vị đo chưa? Thống nhất rồi, đúng không? Vậy ta có tìm quãng đường không? Tìm được quãng đường rồi thì ta lấy quãng đường ta chia vận tốc của ô tô thì sẽ ra thời gian của ô tô. Thế nói lại, đầu tiên bài toán này ta phải đi tìm quãng đường mà xe máy đi được. Quãng đường xe máy đi được chính là quãng đường ô tô đi. Vậy muốn tìm quãng đường ta lấy vận tốc nhân thời gian. Vận tốc biết rồi, thời gian biết rồi, đúng không? Khi tìm được quãng đường rồi ta chỉ việc chia cho vận tốc 50 km này giờ này thì sẽ ra thời gian của ô tô đi. Vậy các em có hiểu bài toán này chưa? Nó hơi nùng nhằng và tuy nhiên lại chẳng cái gì khó cả. Vậy thôi nói lại, với bài này thì đầu tiên ta phải tìm, ta hỏi là xem bài toán tìm gì. Bài toán thời gian đi trên ô tô đi trên quãng đường đó. Thế quãng đường đó đã biết chưa? Chưa biết, ta phải đi tìm quãng đường đó. Mà quãng đường đó thì tìm ta làm thế nào? Ta lấy quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Vận tốc của xe máy biết rồi, thời gian xe máy biết rồi. Vậy ta có lời giải như sau. Bài giải: quãng đường Bắc Ba đi bằng xe máy là quãng đường Bắc Ba đi bằng xe máy chính là quãng đường Bắc Ba đi bằng ô tô đấy, đúng không em nhở? Muốn tìm quãng đường thì ta lấy vận tốc nhân với thời gian bằng 120 km. Bây giờ quãng đường dài 120 km mà có vận tốc ô tô là 50 km/h thì đi trong mấy giờ có làm được không? À, thời gian Bắc Ba đi bằng ô tô trong quãng đường dài 120 km là các bạn chỉ việc lấy quãng đường các bạn chia cho vận tốc bằng 2,4 giờ. Vậy sao đáp số 2,4 giờ? Các bạn có đáp số bằng 2,4 giờ được chưa? Vậy thông qua bài tập này thì hơi giúp nhắc một tí đối với các bạn đúng không, phải không nhỉ? Và có một bài tập số 4 này cũng cùng nhùng nhằng nhúc nhắc như bài thứ 3 đấy các em ạ. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 4 nhé. Bài 4 toán 5, và tập toán 5 trang 68 nội dung như sau. Một người đi xe đạp đi trên quãng đường dài 18,3 km, hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy thì người đó đi quãng đường 30,5 km hết bao nhiêu thời gian? Để làm được bài toán này thì chúng ta cũng phải là sao các em nhỉ? À, để làm được bài toán này chúng ta cũng phải tóm tắt từng ý một, dừng lại những chi tiết. Người ta cho biết như sau. Tóm tắt, cái người này đi xe đạp này trên quãng đường dài này 18,3 km thì hết thời gian là 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy, với vận tốc như vậy tức là vận tốc đó nha, vẫn vận tốc giữ nguyên, thì người đó đi quãng đường mà dài hơn mà 30,5 km hết bao nhiêu thời gian? Ôi, vận tốc không đổi, quãng đường thay đổi thì quãng đường càng dài thì đi mất càng lâu, đúng không các em? Ví dụ từ nhà ta đến trường mà đi bằng xe đạp thì nó chỉ mất 30 phút thôi, nhưng từ nhà ta đến huyện đi bằng xe đạp thì phải mất ít nhất phải 1,5 tiếng, đúng không? Đúng rồi, như thế có nghĩa là quãng đường tỷ lệ thuận với thời gian. Thời gian càng nhiều thì quãng đường càng dài nếu vận tốc không đổi, đúng không em nhỉ? Rồi yêu cầu tìm cái gì? Tìm cho thầy giáo thời gian mà xe đạp đi bao nhiêu giờ. Rồi chúng ta sẽ tóm tắt như sau. Tóm tắt rồi thì chúng ta thử xem là bài toán yêu cầu tìm gì. Bài toán yêu cầu tìm xem là trên quãng đường 30,5 km với vận tốc không đổi như vậy thì đi hết bao nhiêu thời gian. Muốn tìm thời gian thì ta phải lấy quãng đường chia cho vận tốc. Thế quãng đường biết chưa? Quãng đường biết rồi. Thời gian biết chưa? Vận tốc biết chưa? Vận tốc lúc này chưa biết, ta phải tìm. Muốn tìm vận tốc em làm thế nào? À, vận tốc không đổi có nghĩa là vận tốc này là vận tốc của xe đạp đã đi trên quãng đường 18,3 km hết 1,5 giờ. Vậy muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường xe đạp đã biết rồi là 18,3 km, đi trong bao lâu? Đi trong 1,5 giờ. Vậy ta có tìm được vận tốc không? À, ta tìm được đúng không?
Ta lấy quãng đường là 18,3 chia cho 1,5 thì sẽ ra vận tốc. Biết vận tốc rồi mà biết quãng đường là 30,5 rồi thì ta có tìm thời gian đi xe đạp trên quãng đường 30,5 km không? À, thế tìm dễ dàng. Vậy ta có lời giải như sau. Vận tốc người đó đi bằng xe đạp là lấy 18,3 chia cho 1,5 bằng 12,2 km/h. Điều này có nghĩa là cứ mỗi giờ thì người đó đi được 12,2 km. Thì một giờ người đó đi được 12,2 km, vậy thầy giáo có 30,5 km thì đi trong bao lâu? Em làm được không? À, ta có làm được. Thời gian người đó đi hết quãng đường dài 30,5 km là cả bạn lấy 30,5 km chia cho một giờ đi được 12,2 km thì sẽ bằng 2,5 giờ. Vậy chúng ta thấy rằng là quãng đường dài thì thời gian dài, quãng đường ngắn thì thời gian ngắn, đúng không? Ồ, đúng quá rồi. Và ta có đáp. Vậy đáp số của chúng ta là 2,5 giờ. Ồ, qua bài này thì ta thấy rằng là cái thời gian ấy mà nếu vận tốc không đổi đấy thì nó tỷ lệ thuận với quãng đường. Vận tốc không đổi, thời gian đi càng nhiều thì quãng đường càng dài, thời gian đi càng ít thì quãng đường càng ngắn, đúng không các em nhỉ? Ừ đấy, đấy là ý nghĩa của vận tốc, quãng đường và thời gian đấy các em ạ. Qua 4 bài tập thì hôm nay chúng ta đã củng cố về cách tính thời gian của một chuyển động khi biết vận tốc và quãng đường. Và bài học hôm nay của chúng ta đã tạm dừng rồi. Các em hãy vào trang http://tihocvn.info để có những bài giải và bài tập toán 5 đầy đủ nhất nhá. Và để các em xem tiếp bài giảng này thì em có thể nhấn vào đây này các bạn ơi. Và các bạn chưa đăng ký thành viên, hãy cùng thầy ủng hộ thầy bằng cách đăng ký thành viên nha. Đăng ký thành ủng hộ thầy, đăng ký thành viên nha. Đăng ký để nhận những bài giải của thầy mới nhất, sớm nhất. Và hãy đừng quên chia sẻ với các bạn của lớp mình. Và đừng quên nhấn nút like để ủng hộ thầy, cho thầy tiếp sức cho thầy, thầy tiếp tục làm các bài giảng tiếp theo. Rất là bận, đúng không em nhỉ? Công việc ở trường, công việc ở nhà và bao nhiêu công việc khác nữa, nhất là những ngày đầu xuân này. Nhưng dù sao hơn nữa thì thầy vẫn nhớ đến các em và chúc các em vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Thân ái chào tạm biệt các em. Goodbye for now.